Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch biển, nên nhiều nơi sẽ có sương mù và sương mù nhẹ, thậm chí còn có nơi xuất hiện cả mưa nhỏ. Bên cạnh đó, một vùng gió mạnh lại di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Chiều nay, vùng hội tụ gió này đã gây mưa dông ở khu vực Lai Châu hay Lào Cai. Đến đêm nay và ngày mai, nó sẽ gây mưa rào nhiều nơi cho Bắc Bộ, có nơi có dông. Các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái hay phần phía Bắc của Sơn La có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mặc dù mưa không liên tục mà xuất hiện gián đoạn trong ngày, nhưng thời tiết chủ đạo trong ngày vẫn là nhiều mây, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía Bắc chỉ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Không khí lạnh yếu đi, vùng hội tụ gió trên cao cũng không còn tác động nhiều đến khu vực Trung Bộ. Vì thế trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận chỉ còn mưa rào nhẹ rải rác. Sang ngày mai toàn miền chỉ có mưa ở một vài nơi, một số nơi còn nắng nhẹ về chiều. Nền nhiệt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Rãnh thấp xích đạo suy yếu, vì thế trong đêm nay và chiều tối mai, ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chỉ có mưa ở một vài nơi. Trong ngày mai trời tạnh ráo có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, phổ biến từ 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông, mức nhiệt ngày mai cũng tăng lên ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Ở miền Tây nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trên biển, khu vực phía đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét biển động. Với khu vực phía nam của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sóng dưới 2 mét, nhưng lại có mưa rào và dông về chiều và tối.